Phân bò, dừa, con cuốn chiếu, than và một nồi lan. Quy trình chặt trái dừa để nhét lan vô. Cơm dừa có nhét vô luôn. Kệ nó, nhầm gì. Thôi chặt đôi ra luôn. Chặt đôi bắt công lấy kẽm cộng. Lấy đồ đục. Mình dạt luôn thì nó lại mất cái đích ổn không? Thank you.
cơm nó là trộn được. Ta lấy cơm dừa bằng muỗng, mình lấy cơm dừa bằng xà beng. Anh siêu mà. Nè. Chặt trái dừa khoét cho nó có cái lỗ để nguyên trái luôn, bắt đầu nhồi phân trộn vô rồi bắt đầu là cho đan vô treo lên. Cái micro nha vậy. Đó là chủ nhật mà. Cái thằng hát hay không bao giờ bằng cái thằng hay hết cả. Giờ tới đoạn bây giờ bắt đầu tới đoạn cho cây vào chậu.
Sau một thời gian vất vả thì bây giờ tất cả cây lan đã được vô chậu.